Em chào cả nhà yêu Lan. Ngày mưa gió như này nha các bác, là như đã hứa ấy, thì em sẽ đi quay cho các bác xem dòng huyết nhung vàng mà đang nở trong vườn của em từ mấy hôm trước rồi, nở từ mấy hôm trước rồi đấy ạ. Nhưng mà hôm nay em mới quay cho các bác xem được thì lại đúng ngày mưa gió. Đây nhé các bác nhé, đây nhé là huyết nhung vàng nha các bác. Hoa của nó thì hao hao phượng ví, màu nó khác ạ. Đấy, rất đẹp nhưng mà đây, bên em có một giấy đây, nó bung một là nó bung đều lắm, thật ra là nhìn nó đẹp, một màu đẹp. Cần hoa dài chứ các bác, đây cần hoa rất dài, khi đã nở rồi thì không đóng hàng được chứ các bác, chỉ đóng khi nó đang nụ thôi. Như dòng này ấy, như trước em nói ấy, thì nó có sổ ra khá nhiều màu các bạn ạ. Đây một vài màu em cho các bác xem đây. Đây ạ, màu hơi hồng nhạt nha các bác. Còn trong này thì cũng là màu hồng hồng mà như là màu hồng hồng đỏ nhạt ấy, không phải là màu hồng nữa. Đấy, nó có hai màu, ba màu nha các bác, một màu hồng, một màu đỏ, nó đỏ tươi như phượng ví, và một màu với màu vàng. Còn mà có cây vàng trơn hết là nó không có chấm, không có chấm tím này, nó không có chấm tím là nó vàng trơn hết, cũng như cây da báo ấy là nó bắt chấm đi là nó được cây trơn. Nhưng mà cây đấy thì vườn em chưa có, em chỉ có mấy màu này thôi. Màu này thì lấy nét được nhưng mà màu này không hiểu sao nó lại không khó lấy nét. Lấy nét được không ạ? Đây còn một giấy bên kia thôi chứ các bác. Mưa gió hơi thiếu sáng nên là nhìn nó cũng không được sáng, bông của nó không được sáng lắm. Cây thì nó rất rất là đẹp các bác, lá nó ngắn xếp thẳng, dòng này nó vậy, cây nào nó cũng xếp thẳng mà lá nó ngắn nên đâm ra là nhìn cây nó, kể cả là cây mà nó dài nó vòng xuống như là những cái dòng tam bảo sắc hay quế ấy, là nó vòng xong rồi vòng ngược lên thì nhìn xếp nó cũng rất là đẹp, nhìn như chân con rết đấy các bạn. Dòng này thì thuần thì em phải nói thật là nó khá là khó. Như ở chỗ em thì khá là khó vì em trồng nhiều lắm mà bây giờ chỉ sót được có từng này thôi, là em trồng vào hàng mấy tạ đấy. Là nó chỉ sót được một ít thôi chứ không sót được nhiều, nên đâm ra là những hàng này là em để chơi, chứ còn để bán thì nói về kinh tế thì làm để bán thì phải tính vào kinh tế, thì tính vào kinh tế thì nó lại không không đạt như các bác. Còn những nhà vườn nào mà có mái che lợp được hết thì tránh được mưa nắng các thứ đấy thì là khá là ổn. Vườn của em thì nó để tự nhiên quá, mưa gió các thứ nữa đâm ra là nó không được tỷ lệ sống sót của nó không được cao. Nó chỉ khó thuần lúc mà mình mới bắt đầu trồng thôi, còn thuần trồng rồi mà nó khỏe rồi ấy, thì lại ổn. Còn là lúc mới thì mới khó đấy. Cây này thì tí rất là trơn này, còn có trên mú có mấy chấm này. Lát nữa em quay ra góc kia cho các bác xem cây màu nó đậm hơn nhé. Còn em không treo chung vào nên không quay được, em chỉ quay cho các bác xem sơ sơ như vậy. Đây, em quay lại cho các bác xem được cây này, so sánh với các màu này nhé. Màu này, màu này. Rồi em sẽ qua bên kia quay màu kia cho các bác xem. Đây và màu này nữa nhé các bác. Đây màu đậm hơn này. Tay em hơi bẩn vì lúc nãy em vừa cầm một cái giỏ nó có rêu á. Đây, rêu không? Mọc um tùm bẩn lắm ạ.
Nó sổ ra những màu này, nhìn nó nhẹ nhàng như vậy thôi. Bông của nó nhỏ, không được to, nhưng mà nó được cái đẹp lạ. Đấy, em quay sơ sơ cho các bác xem như vậy này. Còn đây là mấy cây cẩm chi nhé các bác. Đang vòi hoa rất là dài. Tiếc quá nó bị gãy mất đi một ít rồi. Đây, trong kia là một cây hồng hồng cơ đây. Tỷ lệ sổ ra cây màu đỏ, màu hồng thì cũng khá nhiều chứ các bác. Đây, em chỉ có một ít đây thôi. Đâu đó mấy chục giỏ đấy. Giờ em quay qua cho các bác xem đùi gà mà hôm trước em quay cho các bác ấy, là xem mưa gió này thì nó như thế nào chứ các bác. Cáo của em thì lá của nó không được xanh mướt như vậy, nếu mà hơi thiếu phân thuốc với thiếu với cho nó ít nắng đi một tí thì lá nó xanh đậm đi một tí như này. Nhưng mà bây giờ em để nó nắng nôi nhiều quá, lá nó hơi vàng, nó kiểu như nó bị cớm nắng đấy các bạn. Đây là hương ban đi quả nhé các bác. Đây, bắt đầu hạt của nó đi các bạn. Đây, còn là đùi gà đây, xem ngày mưa cái gió như thế này thì nó sẽ như thế nào. Đây nha các bác, mưa gió này là nó hơi cụp, nó không được căng nha các bác. Nó không căng lên được. Mưa gió này thì mùi hương của nó là cũng nhạt đi. Đây, ủ rũ đây. Mặt mặt buồn của đùi gà đây. Nó cụp xuống đây các bạn. Nghệ tâm thì tàn khá là nhanh đấy các bác. Thôi, em cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Em thì chỉ quay như vậy thôi, quay sơ sơ qua cho các bác xem thôi. Còn các bác thấy hay thì cho em xin một đăng ký với một chia sẻ đấy ạ, để em có động lực phát triển kênh của em. Chứ kênh của em thì cũng không đăng video thường xuyên được, nên đâm ra là mức độ tương tác của kênh của em thì nó hơi kém. Thì các bác đăng ký với chia sẻ kênh giúp em để trao đổi, để tất cả mọi người yêu lan có thể là trao đổi với nhau về các loại hoa và kinh nghiệm trồng và chăm sóc lan. Em cảm ơn các bác nhé. Chúc các bác là một ngày vui vẻ.